Chiều tôi cũng rất tâm đi kính toàn thể với năm mươi Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát về thiền căn bản. Tôi cũng đã định nghĩa nhiều lần thiền căn và rễ bản là gốc, mà nói cho dễ hiểu là cội nguồn hay là căn bản của sự giác ngộ, là nguồn gốc của sự giác ngộ. Cho nên tôi đã đặt cái lên đề tựa là thiền căn bản. Còn cũng có cái nhiều nghĩa khác, nhiều vị là thiền căn bản, nhưng mà các ngài là hướng dẫn cách khác, tôi thì hướng dẫn cách khác. Cái này cho nên các vị tôi cũng thấy là bà, tôi chỉ dẫn các vị. Các vị tổ sư đã tu hành như thế nào và các ngài đã do đâu mà kiến tánh, là tôi chỉ trích dẫn cho các vị để tham khảo thôi. Mà cái này thì có nhiều cái thì gợi ý, có nhiều cái thì không được giải thích. Nếu giải thích thì làm cho người ta không có nghi, không nghi tức là không có nhân, mà không nhân thì không có quả, như thế thì có lỗi với tổ sư. Chính vì thế cho nên tôi không có giải thích. Dù chúng ta giải thích cho hợp tình hợp lý cỡ nào đi nữa, mà người khác cần hiểu thì cũng không đúng ý của Phật tổ. Chính vì thế mà trong thiền tông á, tổ sư có đưa ra cái ví dụ đó là hàng lô trục cối, tức là con chó rất là thông minh ở nước hàng. Thì á, các ngài ví dụ rằng con người quăng ra cục xương thì con chó nó đuổi theo cục xương mà nó cắn, nó gặm, nó nhắm. Còn con sư tử á, thì nó cắn cái người quăng ra cục xương. Các nhà giải thích rằng cái là qua lời nói của Phật, của Tổ, thì là tự ngộ chính mình, gọi là sư tử cắn người. Còn qua lời nói của Phật, của Tổ, mà mình hiểu được cái ý của Phật, của Tổ là con chó cắn cục xương, gặm một xương, không có lợi ích gì hết, tức là phải tỏ ngộ được chính mình lời dạy của Phật, của Tổ. Hôm nay chúng ta đã khảo sát ngày là bổn là không có biết ngày tháng năm sinh, nhưng mà chỉ biết ngày tháng năm thị thực, ngày họ Trương quê ở Rang Châu, xuất gia từ cỡ bé. Sau khi đến thăm học cái lục tổ Huệ Năng, được chỗ thuyền tâm vấn sư từ giả tổ, tìm lên núi Tư Không ở chùa Vô Tướng, chuyên ở đây tu hành. Nói tu hành thì thật sự ở đây để bảo mật, chứ đã kiên tâm được không học tu. Cũng như cái người mà học võ, mình đã biết được cái đường quyền rồi á, thì là mình chỉ luyện lại thôi cho nó nhuần nhuyễn. Mình học bơi, đã biết bơi rồi thì hàng ngày mình tập bơi để cho nó thuần thục thôi, chứ không còn học nữa. Thì tổ sư đã kết tấn rồi đó, thì các ngài còn cái tập ký thì phải bảo nhận, thì tập ký nó mới giúp. Chính vì thế mà lục tổ Huệ Năng á, phải ở với thời săn 15 năm để bảo nhận, mà cũng đồng thời tùy duyên quá độ. Rồi ngày năm nhạc Huệ Nhượng thì ở với lục tổ thì mất 10, cũng 15 năm. Mã tổ thì nương lên này, năm nhạc Huệ Nhượng thì phải mất 10 năm để bảo nhận, và cũng đồng thời hầu thầy. Thì ở đây ngài cũng tịnh cũng đương nơi là lục tổ Huệ Năng, tham học với lục tổ Huệ Năng đã kiến tánh và được tổ ấn chứng, cho nên ngài trở về lúc Tư Không chùa Vô Tướng
ở đây để mà tu hành cũng được mà bảo nhận cũng được, nhưng mà chưa bảo nhận thì nó sáng tỏ hơn. Chưa hết tu rồi, tu là sửa, tu là miệt mài để công phu tu tập. Nhưng mà ở đây thì các ngài chỉ bảo nhận, mà nói tu hành thì cũng được, nó nhiều nghĩa lắm, cho nên các vị hiểu thế nào cũng được, mà chính xác nhất là bảo nhận. Đời đường nên hiểu thiên bảo năm thứ ba, tức là 744 tây lịch, vua Huyền Tông sai trung sứ Dương Quang Đình vào núi cắt dây thường xuân, tức là lên vào trong núi Hai Phú để về triều đình. Thì Dương Quang Đình nó từng cầu gặp ngài ở trong thấp, rồi là đình lễ bái thưa hỏi và nói rằng đệ tử mộ đạo từ lâu, cuối sinh hòa thượng tự bi tóm tắt đi dạy, bởi vì vào núi là hai phố và đâu có thời gian ngồi nghe lâu, cho nên chỉ nói tóm tắt thôi. Thì tổ bảo rằng người nghe học thiền tông trong thiên hạ đều hội tụ về kinh sư, tức là tại hoàng cung đó, thiên sứ nên trở về điều cơ hỏi là đầy đủ. Lão tăng ở đây gốc núi cận kề không có chỗ dụng tâm, tức là ngài đã từ chối. Rồi qua quan đường tiếp ta khóc lóc và lễ bái, do đó cho nên ngài động lòng bảo rằng thôi cho lễ lão tăng, có chỗ thì nói là lão tăng cũng được, có chỗ thì nói là phần đạo cũng được, hay là thế nào cũng được, nhưng mà nói thì lão tăng cũng được, không sao hết, hay là sơ tăng, bần đạo đều được hết, nhưng mà nói cho lão tăng thì nó được hơn, bởi vì bần đạo đạo đâu có nghèo đâu, mà ông sư thì nghèo thì đó, còn gồm hai chữ thì là phần đạo, đạo là vô thượng mà vô báo là người ta co xài đó, đâu có hết đâu nên nghèo, không có nghèo, cho nên là Phật Bàn Trần Nhân Tông á là có một bài kệ rằng á, tư trần lạc đạo thả tùy duyên, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, cố tắc sang hệ cơ tắc sang hệ cố tắc biên, tức là đó thì đang buồn ngủ đó thì ngủ kho báu đầy nhà thôi tìm kiếm, kho báu mà thôi đừng có tìm kiếm, cũng đừng hỏi tổ tông, cũng đừng hỏi tiền nữa, hãy lo hưởng cái của nó đi đó, tức là Phật Bàn Trần Nhân Tông có bài kệ như thế đó. Tên là đạo không có nghèo, nhưng mà nói đạo phần tâm cũng không sai. Thiên sứ vì cầu Phật hay hỏi đạo, đình thưa đệ tử tri thức tối tâm chưa biết Phật với đạo nghĩa ấy như thế nào. Sư bảo nếu muốn cầu Phật tức tâm là Phật, tức là tâm là Phật, nếu muốn hộ đạo không tâm là đạo, cái tâm đây là các nhà nói là bản tâm, nhưng mà nói là tiêu bản tâm thì nó dài, cho nên ngài nói tóm tắt, bởi vì nhất từ lục kỳ mà cũng đồng thời là văn ngôn, cho nên nghĩa nó rất là sâu xa. Thành thử nói các ngài nói rằng là tâm tức là Phật, nếu muốn hộ đạo, hộ tức là giác ngộ đó, minh tâm kiến tánh thì hộ là hội ngộ, là kiến tánh đó, thì không tâm thì Phật, không tâm là đạo, chứ không tâm này chứ đã là cái tâm nó sạch hết trần lao phiền não rồi, chứ không phải là cái không có cái tâm mà ngộ đạo rồi thì cũng là không có. Nó không tâm cũng không có tâm cũng được đó,
đó chỉ là một cái ngôn từ đạo ca đạo phi thường đạo, mà đạo mà nói ra được không phải là đạo. Chính vì thế mà cho nên ngài nói rằng đó muốn hội đạo á thì không tâm là đạo, thì định thưa làm thế nào tức tâm là Phật, và nói từng chữ từng đoạn. Phật nhân tâm mà ngộ, tức là ngộ bản tâm của mình, tức là Phật. Mà Phật cái tâm á thì là cùng một nghĩa, từ thì có hai nhưng mà cùng ý là một nghĩa. Tâm do Phật mà được hiển bày, tức là giác ngộ rồi nó phát cho người ta nghe, hướng dẫn mọi người cùng tu hành, do đó là được là hiển hiển bày. Nếu ngộ được tâm, nếu được không tâm thì Phật cũng chẳng có mà, chỉ là cái ngôn từ thôi. Đạo, Phật, tâm, rồi cái ba tên thì cùng một một thể. Một thể tức là cùng một một cái nghĩa. Định hỏi tiếp thế nào công tâm là đạo. Chứ công tâm này sẽ là đạt cái chỗ là tỏ ngộ đến viên mãn rồi, không còn cần lao phiền não, mà sang cái thế gian đó gọi là thế lưu vô tưởng. Phật tâm thế gian gọi như thế thì các ngài cũng gọi như thế, nhưng mà không bị kẹt. Cho nên là ngài cũng mượn lời của thế gian để mà giải giải thích cho mình hiểu để tỏ ngộ, chứ không phải hiểu để là thấy vô lý cầu siêu vượt không tường tình, không phải, mà nói để cho mình một là ngộ, không ngộ thì nghi, nghi là nhân, ngộ là quả. Cho nên nói để cho mình tỏ ngộ chính mình. Rồi là hỏi tiếp thế nào không tâm là đạo, thì tổ trả lời rằng đạo vốn không tâm, không tâm mới gọi là đạo. Nếu gọi được không tâm thì tâm tức là đạo vậy, đó là giải thích rất là tường tận. Quan đường định lễ tin nhận, không còn một khi tin nhận thôi, tin và ghi nhớ những lời của tổ dạy. Rồi là quan trình trở về đều, rồi quan trình tâu hết mọi việc trong nói trong núi cho vua nghe. Vua Văn Sắc lệnh sai quan trình đi tỉnh sư. Rồi ngày 13 tháng chạp, sư theo sứ về đến Kinh Đô. Vua tỉnh ở chùa Bạch Liên. Đến ngày rằm tháng 2 năm sau, vua mời hết những danh tăng và các người Phật học quyên thâm đến hỏi đến nội đạo tràng cùng sư Chuyển Dương Phật Lý. Tức là nghe quan định ca ngợi như thế là tỉnh về được triều đình rồi, ăn bài chỗ nơi chốn rồi cũng điều tỉnh tất cả những cái danh tăng, trong đó có thiền sư. Mà các vị thiền sư thì theo sư liệu ghi đó thì hỏi ở đây thì mình biết mỗi người đều có một cái khác nhau. Thì ở đây các ngài ra vấn, và trong khi ấy có thiền sư viễn lên tiếng hỏi ngài Bổn Tịnh, tức là qua lời sự lời tường thuật của quan định đó thì các vị tôn túc có đều nghe hết. Rồi bây giờ lấy những cái lời Phật đó là hỏi lại ngài ngài Bổn Tịnh. Nay đối trước tánh tượng để xét lường tâm chỉ, cần phải hỏi thẳng tất thẳng, không cần dùng nhiều lời. Như chỗ thấy của thiền sư lấy gì làm đạo đó. Thì ngài Bổn Tịnh đáp rằng không tâm là đạo. Thiền sư Viễn hỏi đạo nhân tâm mà có, đâu được nói không tâm là đạo. Câu hỏi cũng không phải dễ trả lời, nhưng mà đối với tổ sư các ngài đã tiếp tất rồi
Tiền để rồi thì cái lời hỏi này cũng không có làm gì khó khăn cho các ngài. Thì ngài Bổn Tịnh đáp rằng: đạo vốn không tên, đạo phải đạo thì đừng đạo, mà nói ra rồi không phải là đạo. Nhân tâm có đạo, tâm và tên nếu có thì đạo cũng rộng suốt. Tột tâm đã không thì đạo đương đâu mà đáp mà lập. Tột cái bản tâm đó là không, không đạo thì đương chỗ đâu mà lập. Cả hai đều là giả danh. Đạo cao đạo thì tìm đạo, tâm cao tâm thì tìm tâm. Nói ra được là không phải rồi, chứ là giả danh thôi. Tức là mượn cái thế lưu vô tượng cái thế gian, đặt là đạo, là tâm, là Phật, là chúng sanh. Các ngài cũng đương theo đó để mà nói. Ngài viễn hỏi: thiền sư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? Ngài đáp: thân tâm xưa nay là đạo. Viễn hỏi: vừa nói thân tâm là đạo, giờ lại nói thân tâm xưa nay là đạo, đâu không trái nhau, tức là ngược lại rồi, mâu thuẫn rồi. Thì ngài nói rằng: không tâm là đạo, tâm mất đạo không, tâm đạo nhất như, nên nói không tâm là đạo. Nhất như tức là bất dị đó. Thân tâm xưa nay là đạo, đạo vốn không, đạo vốn là thân tâm, thân tâm vốn đã là không, đạo cùng tột nguồn chẳng có. Thành lập luận rất vững. Viễn hỏi: xem hình thể thiền sư rất nhỏ, đâu thể hội được lý này, có lẽ ngài nhắc nhỏ con. Chưa đáp, đại đức chỉ thấy tướng của sơn tăng, chẳng thấy được không tướng của sơn tăng. Thấy được cái tướng chứ không thấy được cái không tướng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức. Kinh nói: phàm có tướng đều là hư vọng. Ngài dẫn chứng Kinh Lăng Nghiêm: nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức ngộ được đạo kia. Tức là dẫn chứng Kinh Kim Cang. Cùng một cái câu nói trước thì dẫn chứng Lăng Nghiêm, câu trả lời kế tiếp thì lại dẫn chứng Kinh Kim Kim Cang. Lời nói chư tổ công đề về Kinh Phật: nếu lấy tướng cho là thật thì cùng kiếp không thể ngộ đạo. Viễn bảo: nay tỉnh thiền sư ở trên tướng nói không tướng, trên tướng nói không tướng. Sư đáp: kinh Tịnh Danh nói, tức là kinh Di Ma Cập, bốn đại không chủ, tứ đại bổn công, ngũ ẩn phi ngã, từ giờ những kinh kia Di Ma Cập. Tứ đại không chủ, thân cũng không ngã, chỗ thấy không ngã, cùng đạo tương ưng. Đại đức nếu cho từ tứ đại mật làm chủ là ngã, nếu thấy có ngã thì cùng kiếp không thể hội đạo. Viễn nghe nói sắp sắp lặng lẽ lui ra. Chưa có bài kệ: bốn đại công chủ cũng như nước, dù gặp công ngay chẳng kia đây. Hai nơi nhơ sạch tâm không sanh, không bích chưa từng có hai ý. Xuất cảnh chỉ nước không tâm, như nước không tâm, ở thế tung hoành, tức là ngang dọc nào có việc, tức là động ra tự tại đó. Một đại như thế, bốn đại cũng vậy. Nếu rõ bốn đại không chủ, tức ngộ không tâm. Nếu rõ không,
Nếu rõ không tâm tự nhiên hợp đạo, đó là nó không tướng đó. Rồi có một vị thiền sư khác tên là Minh Chi nói rằng, nếu nói không tâm là đạo, nói gặp không tâm cũng ưng là đạo. Thân tâm xưa nay là đạo, tứ sanh thập loại đều có thân tâm cũng là đạo sao? Đó là lấy hai câu hỏi trước rồi là trở lại hỏi tiếp. Thì Ngài trả lời rằng, đại đức nếu hiểu bằng vào thấy nghe hiểu biết thì cùng đạo cách xa, tức là dùng kiến văn giác tri đó, thấy nghe hiểu biết thì cùng đạo cách xa. Tức là người cầu thấy nghe hiểu biết không phải là người cầu đạo. Kinh nói mắt thấy, tai mũi, thân ý, tám căn còn không, thấy nghe hiểu biết đâu đâu mà lập, cùng tột nguồn gốc chẳng có thì chỗ nào còn tâm, đâu không đồng với cỏ cây gạch ngói. Minh Kỳ lặng thinh thối lui. Tôi thực ra là như thế thì thôi lui không bước ra ngoài nữa. Cho nên Ngài có bài kệ rằng thấy nghe hiểu biết không chướng ngại, tức là không có tác ý đó. Thì có tác ý là có chướng ngại. Tiếng, mùi, vị, chạm, thường, tâm muội, ăn uống, ngủ, nghỉ đều ở trong chánh, chánh định, tức là tâm muội đó. Tức là không có tác ý làm gì làm, đều không có tác ý, tức là tự tánh thường, thường nhiên, tự tại vô ngại. Như chim trong không mặc tình bay, hư không rộng ra mà nó bay nó đâu có đụng chạm đến cái gì đâu, nó đâu có dướng cây cối gạch ngói gì đâu, cho nên mặc tình mà bay, tức là ứng dụng hàng ngày mà không tác ý, không thủ không xã không thương ghét. Nếu hội mỗi nơi vốn không tâm mới được tên là quán tự tại. Bây giờ có một vị thiền sư chân ra hỏi rằng, đạo đã không tâm, Phật có tâm chăng? Phật cùng với đạo là một là khác? Ngài đáp rằng chẳng một chẳng khác. Thiền sư chân hỏi, Phật độ chúng sanh vì có tâm, đạo không độ chúng sanh vì không tâm, một độ một không độ đâu được không khác? Ngài đáp rằng, nếu nói Phật độ chúng sanh, đạo không độ, đây là đại đức vọng sanh thấy có hai, tức là mình vọng tưởng thấy có hai. Theo sân tăng tức chẳng phải vậy, Phật là tên suông, đạo cũng dối lập, cả hai đều không thật, toàn là giả danh, trong một cái giả sao gọi phân làm hai? Chân hỏi, Phật với đạo đều là giả danh, chính khi lập danh nhân cái gì mà lập? Nếu có lập được đâu thể nói là không. Ngài đáp, Phật với đạo nhân tâm mà lập, xét cùng cái tâm dựng lập, tâm ấy cũng không. Tâm đã là không, liền ngộ cả hai đều chẳng thật, biết như mộng huyễn liền ngộ vốn không. Gắn lập hai tên Phật, đạo, đây là cái biết của người nhị thừa. Sư bèn nói kệ rằng, thấy đạo mới tu đạo, tức là dựa theo cái bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàm, thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy lấy gì tu, tánh đạo như hư không, hư không tu chỗ nào? Cấp sen người tu đạo, vật lửa tìm bọt nổi, chỉ xem người gỗ mái,
đứt dây một lúc dừng. Con một vị thiền sư khác tên là Pháp Công hỏi rằng: Phật với đạo đều là giả danh, 12 phần giáo tức là kinh điển của Phật đó, kinh, luật và luận, 12 phần giáo cũng phải chẳng thật, vì sao các hàng tôn túc từ xưa đều nói có tu có đạo? Ngài đáp rằng: Đại đức lần hội ý kinh, tức là hiểu sai ý của Phật, đạo vốn không tu, đại đức cưỡng tu, đạo vốn không tác, tức là làm á, hành động á, đạo vốn không tác, đại đức cưỡng tác, đạo vốn không sự, đại đức cưỡng ra sự, đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết, tức là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng mà. Và ở chỗ đó mình lập ra cái biết à, thấy hiểu như thế cùng đạo trái nhau, tôn túc từ xưa không như thế, đại đức không hội sinh suy gẫm, tức là đại đức không có hiểu ý của tổ sư, không hiểu ý của người xưa nên suy xét lại. Rồi ngài cũng có bài kệ rằng: Thế đạo vốn không tu, chẳng tu tự thiệt đạo, nếu khởi tâm tu đạo, người này không thiệt đạo, bỏ mất một tính chân, lại vào nơi thiền lị, chợt gặp người tu đạo, bậc nhất chớ hơn đạo. Tức là ngài đệ tử của Lục Tổ, cho nên dẫn chứng kinh Pháp Bảo Đàm là nói cái giống như từ Lục Tổ, lập kệ cũng giống như Lục Lục Tổ. Đây là ảnh hưởng sức của thầy rất rất là lớn. Thì rồi có một vị thiền sư khác tên là An hỏi rằng: Đạo đã giả danh, Phật nói dối lập, 12 phần giáo cũng là phương tiện tiếp vật độ sinh, tất cả là vọng, lấy gì làm chân? Sư đáp: Vì có vọng nên đem chân đối vọng, xét cùng tính vọng vốn không, chân cũng chưa từng có, thế thì biết chân vọng đều là giả danh, hai việc đối trị trọn không thật thể, tột cội gốc nó thì tất cả đều không. Ngài An hỏi: Đã nói tất cả là vọng, vọng cũng đồng chân, chân vọng không khác, lại là vật gì? Đặt câu hỏi. Ngài đáp rằng: Nếu nói vật gì cũng vọng. Kinh nói: Không tương tự, không so sánh, bậc đường nói năng như chim bay trên không. Thiền sư An thần phục mà không biết mối manh. Ngài cũng có bài kệ rằng: Xét chân, chân không tướng, tìm vọng, vọng không hình, quán lại tâm tìm xét, biết tâm cũng giả danh, hội đạo cũng như vậy, đến cùng chi lặng lẽ lặng yên. Đó là ngài có bài kệ như thế. Rồi có một vị thiền sư khác tên là Đạt Tấn hỏi rằng: Thiền thật chí vi chí diệu, vọng cả hai đều bạc, Phật đạo cả hai chẳng còn, tu hành tính là không, danh tướng tất chẳng thật, thế giới như huyễn, tất cả đều giả danh. Khi người đạt đến cái hiểu biết này cũng không thể đoạn dứt hai gốc thiện ác của chúng sanh. Trả lời rằng: Hai gốc thiện ác đều nhân tâm mà có, tìm tột tâm nếu có thì gốc ác thật, xét tâm đã không thì gốc nhân đâu mà lập.
Cho nên kinh nói pháp thiện pháp ác từ tâm quá sinh, nghiệp duyên thiện ác vốn không thật có. Ngài cũng có bài kệ rằng thiện đã từ tâm sanh, ác đâu rồi tâm có, tức là tất cả đều do tâm sanh đó. Đó là dẫn chứng kinh Hoa Nghiêm. Thiện ác là duyên ngoài, nơi tâm thật chẳng có. Bỏ ác lấy chỗ nào, lấy thiện bảo ai giữ. Ta ôi, người thấy hai bám víu hai đầu chạy, tức là đuổi theo hai đầu. Nếu ngộ vốn công tâm mới hối lỗi từ trước. Các tổ mình vẫn như thế, là khi mà tỏ ngộ rồi thì hối lại cái lỗi, đó là từ xưa đến nay các ngài đều là như thế. Rồi là có một cái vị quan cận thần nói rằng thân này từ đâu mà đến, sau khi trăm tuổi về đâu, là phải để câu hỏi trong trang trường ta không, sanh từ đâu đến, chết đi về về đâu. Ngài đáp rằng thân này từ đâu, như người khi mộng từ đâu mà đến, khi thức giấc lại đi về đâu. Vị quan thưa rằng khi mộng không thể nói không, đã thức không thể nói là có, tuy có mà không từ đâu đến, đi không đi về đâu. Sư nói lão tăng thấy hai thấy thân này cũng như mộng. Em được trả lời vị quan đó, lão tăng thấy thân này cũng như mộng. Ngài cũng có bài kể rằng thấy cuộc sống như mộng, trong mộng là thật hồn, chợt giác muôn việc hết, tức là thức giấc đó. Lại đồng tỉnh cơ mộng, người trí nhận biết mộng, kẻ mê tin mộng ồn, biết mộng như hai việc, một ngộ không ngộ khác, giàu sang cùng nghèo hèn lại cũng không được khác, tức là bất nhị đó. Giàu nghèo sanh tử có không đều là bất nhị, mà nếu không có dự thì thấy có thấy không rồi đó là khác hai đường rồi. Cho nên ngài nói như thế. Nếu hiệu thượng nguyên năm thứ hai, tức là 761 tây lịch, ngày mùng năm tháng tháng năm, sư quy tịch vua chắc quan hiệu là đại hiển thiền sư, đó là ngày mộ tịnh đệ tử của lục lục tổ huệ năng. Bây giờ chúng ta tham khảo vị tổ thứ hai là quốc sư huệ trung. Quốc sư huệ trung ngài cũng không rõ ngày tháng năm sinh, mà chỉ biết ngày tháng thị thực đó là 772. Ngài họ Diễm, quê ở Chư Kỳ, Việt Châu. Hồi nhỏ, sư gia trắng như tuyết, dáng vẻ đoan trang, mộ Phật xuất gia, giới luật thanh tịnh, đức hạnh siêu nhiên, thường tìm đến các vị thiền đức hỏi đạo. Sau khi được tâm ấn nơi lục tổ Huệ Năng, sư về ở Cốc Đảng, tức là ở Cốc Đảng Tử, tức là ngài làm cái am, cái cốc tên là Đảng Tử, trên núi Bạch Nhai tại Nam Dương. Nơi đây tu hành 40 năm chưa từng xuống núi. Đạo hạnh của sư được dân chúng đồn đại đến tai nhà vua, ngài ở trên núi 40 năm chưa từng xuống núi. Đến đời nhà Đường lấy hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai, 761 tây lịch, vua Túc Tông sai trung sứ Tôn Triều Tiến mang chiếu đến thử sinh, đến thỉnh sư về kinh đô. Sư về đến triều, vua kính lệnh sư làm thầy. Lúc đầu thỉnh sư ở Tây Thiền Viện tại chùa Thiên Phước,
Sau vua dẫn về chùa Quan Trạch gần nội cung hơn 16 năm, sư tùy cơ thuyết pháp, tức là làm quốc sư 16 năm. Nhưng mà ở đây chúng ta không thấy ngài tỏ ngộ, hỏi tổ tỏ ngộ chỗ nào, cũng như là ngài bốn tỉnh mình không thấy dương do, cũng như ngài là thanh nguyên hành tư, cũng không có nói cái chỗ mà ngài thưa hỏi chỗ nào mà tỏ ngộ. Ngài thanh nguyên hành tư thì hỏi tổ làm thế nào để không phải rơi vào giai cấp đó, thì tổ hỏi ông từng làm việc gì, thanh đế cũng chẳng làm. Thì tổ hỏi vậy giai cấp nào, đá chẳng làm thì thường làm thì có giai cấp, ta chỉ biết vậy thôi là có lý do có hỏi. Nhưng mà cái câu hỏi đó do tọa ngộ trước mới đến hỏi tổ sau, hay là đã tọa ngộ rồi chưa thấu triệt mà đến hỏi tổ mới thấu triệt, cho nên trong sử không có ghi ghi kỹ. Và ngài bốn tịnh và ngài vừa xưa có tu cũng như như thế, tức là được tổ ứng chứng cho cái duyên do mà đối đáp với tổ ngộ như thế nào thì sử thiếu ghi, thì không có ghi, cho nên mình không có biết. Rồi một hôm có đại nhĩ Tam Tạng người Ấn sang đến kinh đô, tự nói là được Huệ Nhãn và Tha Tâm Phong, vua muốn trắc nghiệm nơi nên mời ông ra mắt sư. Tam Tạng đến vừa thấy sư liền lễ bái khoanh tay đứng hầu quân hữu. Quốc sư hỏi, nghe nói ông được Tha Tâm Phong chăng? Tam Tạng đáp, chẳng dám, đúng là lời kiên dường. Ngày nay không có là lời nói này, mà lời nói này là xưa lắm, xưa mới nghe, cũng như là cái thập niên sáu mươi ấy, 60 á, thì các cụ phía Bắc thì có nói có nghe, chả dám hay chẳng dám rồi có nghe, nhưng mà từ thập niên 70 tới giờ là không nghe nữa. Thập niên 60 có nghe cái câu này, cho nên kinh sử thì cũng cũng có. Rồi ngài mới hỏi, ông nói xem hiện giờ lỗ tăng đang ở đâu, tức là đối mặt, nhưng mà hỏi hiện giờ đang ở đâu là hỏi cái gì? Ừ. Rồi Tam Tạng đáp, hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua, tức là cái người lễ quốc khánh đó, người miền Tây á, xem gì đó đua ghe ngò đó phải không? À, đó, đó, đó là thầy một đứa mà sao mà đến Tây Xuyên là xem đò đua, tức là đua ghe ngò đó. Rồi là sư lại hỏi, ông nói xem hiện giờ Lão Tăng đang ở đâu? Đây là lần thứ hai. Ngài Tam Tạng đáp, hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Tiên Tân xem kỹ giỡn? Kỹ giỡn là cái gì? Hát xiệc đó. Tại vì tôi có động nhiều bản cho nên thấy cái nhiều cái bản khác dịch là hát xiệc. Hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến là Tiên Tân xem hát xiệc? Hát xiệc thì mình dễ hiểu, mà xem kỹ giỡn mình không hiểu. Phải đọc nhiều bản, rồi các người dịch như thế này, người dịch thế kia là ý của các ngài. Rồi đó là lần thứ ba, quốc sư cũng hỏi như thế. Thằng Tam Tạng lặng thinh, không biết chỗ. Rồi đó là quốc sư nạp, hồ tinh tha tâm thông ở chỗ nào? Rồi là Tam Tạng không đáp. Đây là cái chỗ chúng ta không có giải thích được, mà mình giải thích để cho người ta hiểu đó thì có lỗi với tổ sư. Cho nên cái chỗ này, cái đoạn này ra rất nhiều nhà giải thích, rất nhiều nhà giải thích trả lời như thế. Một là chúng ta ngộ, không ngộ là nghi thôi, mà mình giải thích thì người khác hiểu rồi hết nghi, mà hết nghi tức là không có nhớ, không có nhớ làm sao có quả, cho nên chúng ta đừng giải thích.
Ai giải thích thì giải, nhưng mà mình á, hành giả tâm tiền đừng giải thích. Giải thích có lỗi tổ sư. Dù vô tình hợp lý cỡ nào đi nữa cũng là có tác ý. Vì mình chưa ngộ mà tổ sư các ngài tỏ ngộ thì các ngài bình luận cách khác làm cho người ta nghi tin, chứ không có để cho người ta hiểu. Đó là cái dụng của tổ sư, được không? Mình không được, cho nên mình không có hiểu, không phải có giải thích. Rồi một hôm từ ngày gọi thị giả, thị giả dạ, rồi ngài gọi ba lần như thế thì thị giả cũng đáp dạ ba lần. Thì ngài bảo rằng tưởng ta cô phụ ngươi, nào là ngươi cô phụ ta. Cô phụ là gì? Là phản bội đó. Phản bội tức là trái nghịch, không là không hiểu, phản bội không 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 ngộ được chính mình là phản bội cái gì. Tức là ngài muốn cho đệ tử là tỏ ngộ, cho nên gọi là dạ, giống như A-nan. Dạ tổ phước chúng tôi chùa là ngã A-nan ngộ liền. Đây ngài hỏi thì giá dạ, thì giá dạ thứ ba là không tỏ ngộ được, cho nên một lòng ngài phải nói không tưởng ta cô phụ ngươi, ai nào ngươi lại cô phụ ta. Đó. Từ ngày năm tiền đến tăng vấn, sư hỏi ngày năm tiền là đệ tử của Mã Tổ. Mã Tổ là ngày đệ tử ngày năm nhà Nguyên Nhượng, tức là cái hệ thứ ba rồi. Cái hệ thứ ba rồi. Ngày năm tiền là cái hệ thứ ba rồi. Ở đâu đến? Năm tiền xưa ở Giang Tây đó, tức là chỗ của Mã Tổ đó, có đăng hình của Mã Tổ đến chăng? Thì ngài Năm Tiền trả lời là chỉ thế ấy. Quốc sư nói ở sau lưng, ngài Năm Tiền lui ra. Đó là cách của tổ sư các ngài đối đáp với nhau và thể hiện với nhau. Mà công đến thăm vấn để hiểu quanh ba vòng của sư, tức là đi hiểu thiền, dùng thiền ba vòng rồi trong tịch tượng đứng lần trước tôi. Cái này phong cách giống như ngài như là đức gia, và ngài là ma cốc là thế hệ thứ cao nữa. Rồi lấy cái gương của ngài đức gia quyền giác đến tâm quán lục tổ, đi cái hành ba vòng và chống tịch tượng đứng là hỏi, rồi là hỏi ngài bảo rằng đã như thế cần gì đến lão tăng, đã như thế cần gì để thấy lão tăng. Mà có là chống tịch tượng sư nè, hồ tinh đi đi, hồ tinh là trồng quanh. Tức là hồ ly tinh, hồ tinh tức là trụ quan, thủ dĩ hồ ly tinh đó, hồ ly tinh chính đuôi rồi, nó là quyền sử thiếu gì, thấy không? Còn người này là hồ tinh, có nơi gọi là giả hồ tinh đi đi. Rồi ngài là thượng đường dạy chúng, tức là ngài quốc sư về trung dạy chúng rằng người học thiền tông nên theo lời Phật, lấy nhất thừa liễu nghĩa kế hợp với nguồn tâm của mình. Kinh không liễu nghĩa tức là kinh không liễu nghĩa chẳng nên phối hợp, tức là mình học Phật thì nên đọc kinh liễu nghĩa, đó là Pháp Hoa Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, đó là đại thừa liễu nghĩa. Còn kinh nào không liễu nghĩa? Di Đà Hồng Danh. Tại sao? Vì có xứ sở Di Đà là ở Tây Phương Cực Lạc, có nơi có chốn mình niệm Phật cho đến nước niệm mới được vãng vãng sanh, tức là con nơi có chốn có cấp bậc từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ thứ chín, thấy không? Ở nơi hạ phẩm thì có ba, hạ phẩm có ba thượng trung và hạ, trung phẩm cũng có thượng trung và hạ, thì thượng phẩm cũng có trung và hạ, cho nên có thứ thứ đó gọi là kinh.
bất liệu nghĩa, như là hồng nhan vô lan đó, rồi là bất hiếu, đó là kinh bất liệu nghĩa. Đến đây là lời kêu tổ, không phải tôi nói nghe, chứ đừng nói mai mốt là do tôi bày đặt. À, tôi nói rất rõ lời của tổ sư nó đi dẫn chứng cho các vị là kêu tổ nói. Còn á, kinh có kinh liệu nghĩa đó là Quan Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã, Đại Bát Nhã đó, cũng như là Bát Nhã Tâm Kinh đó, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là liệu nghĩa, có 262 chữ thôi cũng là liệu nghĩa. Cho nên ngài dạy rằng phải lấy kinh liệu nghĩa mà khai hợp với nguồn tâm của mình, chứ kinh không liệu nghĩa thì đừng nên phối hợp. Như bọn trùng trong thân sư tử, khi vì người làm thầy, nếu dính mắc danh lợi, bài bèn bài điều dị đoan, thế là mình và người đều không lợi ích. Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không đứt tay họ, sức con voi lớn, chở con lừa không thể cam. Con voi thì nó chở nặng, còn con lừa nó chút xíu bó củi lên nó đi không nổi rồi. Đó là đại sư liệu nghĩa mới giúp mình là thoát ly sinh tử, do cái nghĩa đó mình không có hiểu. Không hiểu là nghi, cho nên á có vị tăng tụng kinh Pháp Hoa thì như là đến một cái đoạn chư pháp không tướng, chư pháp không tướng thì như là sanh nghi, các pháp không tướng tức là cái bài kệ hai câu trong kinh Pháp Hoa đó, thì là vị tăng nó sanh nghi. Sanh nghi là tại sao các pháp nó là có tướng rất rõ ràng mà kinh lại nói là không không tướng. Cho nên ngài tự mình thắc mắc, rồi một hôm vô ngồi trong cái tiệm đường, tức là trong giảng đường đó, mà trong giảng đường núi rừng ngày xưa thì cây cối nhiều, thì chim chóc cũng nhiều, cho nên con cụ quan nó đậu trên cái cành liễu nó hót. Thì thế là ngài tỏ ngộ liền. Cái bài kinh Pháp Hoa nói rằng là chư pháp bổn lai thường tịch diệt tướng, các pháp xưa nay tướng của nó thường tịch diệt. Rồi nó là quận quân nó kêu ngài tỏ ngộ, ngài đề tiếp hoàng quanh đề liễu thượng xuân đáo bách hoa khai, tức là con chim hoàng quanh nó hót trên cành liễu, mùa xuân đến thì hoa tự nở, tức là ngài đã tỏ ngộ. Nó nói như thế không nói gì khác đó. Thành ra cái đại thừa liễu nghĩa là mình không có hiểu, không hiểu phải là nghi. Như vị tăng nói trong kinh Pháp Hoa rằng các pháp xưa nay tướng thường tự vắng lặng, thế nó động đậy mà cái quạt nó xây mà gió thổi chim bay mà sao nói là xưa nay nó vắng vắng lặng. Cho nên nghi nghi là nhân ngộ là quả, mà ngày nay thì mình không nghi được thì phải nhờ câu hỏi đầu mới có nghi, phải không? Đó. Rồi có một vị tăng bước ra hỏi rằng làm sao được thành Phật? Sư đáp Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi, ngài lo được giải thoát. Thay vì ngài nói là được là Phật chí diệt, nhưng mà không, ngài được giải thoát tức là thành thành Phật mới được giải thoát. Đó, giác ngộ mới giải giải thoát, không giác ngộ sao giải thoát. Nhưng mà có nhiều người đó, ngày nay mình dùng cái từ đó, giải thoát giác ngộ, giải thoát trước giác ngộ sao? Thì vậy tôi tự hỏi ăn cơm no là no hay là no ăn cơm? Chứ hỏi vậy thôi, ăn cơm no hay là no ăn cơm mà. Cho nên chúng ta dùng từ phải cẩn thận ha, mình cẩn thận một chút. Rồi đó là vị tăng hỏi tiếp làm thế nào được tương ưng. Rồi là ngài trả lời rằng không nghĩ thiện ác là tự thấy Phật tánh.
Được, công nghệ trên công nghệ á rồi bốn cái diện một lớn tức là phần tánh làm sao được chứng pháp thân, rồi là ngài trả lời rằng vượt cảnh giới tỳ lô thì vì tăng nói tiếp pháp thân thanh tịnh làm sao được, ngài đáp rằng không chấp Phật để cầu. Hỏi thế nào là Phật? Tâm tức là Phật. Tâm có phiền não chăng? Tánh phiền não tự lìa. Đâu không đoạn sao? Đoạn phiền não tức gọi là nhị thừa. Phiền não không sinh gọi là đại niết bàn. Ngồi thiền quán tịnh là làm cái gì? Chẳng cấu chẳng tịnh. Đâu cần khởi tâm quán tưởng tịnh. Không sạch không nhơ mà đâu cần khởi tướng quán tịnh. Thiền sư thấy mười phương hư không là pháp tăng chăng? Trả lời rằng lấy tâm tưởng nhận đó là cái thấy điên đảo, lấy cái tâm mà tưởng ra để nhận thì đó là điên đảo. Tâm là Phật lại cần tu hoành hạnh chăng? Trả lời rằng chư thánh đều đủ cả hai thứ trang nghiêm tức là phước huệ ta là nhị trí trang nghiêm, không gọi là phước huệ trang nghiêm. Tổ sư á, con người thì có phước đại dễ mà huệ không có, tức là chưa kiến tánh. Có nhiều vị tổ đã kiến tánh rồi có huệ mà phước chưa có, phải thời gian bổ nhậm thì phước huệ trang nghiêm đó. Và bây giờ các vị quy y trong cái phái các vị để là gì? Phước huệ song tu, cả hai cái điều đều phải làm. Một cái gánh mà một bên nặng bên nhẹ cái gì gánh được không? À, cho nên phước huệ phải bằng nhau. Nhưng mà bây giờ mình mê làm phước hơn hơn tu huệ. Chư thánh đều có đủ hai thứ trang nghiêm, đâu có bát không nhân quả. Sư lại nói, nay tôi đã những câu hỏi của ông cùng kiếp không hết. Nói nhiều cách đạo càng xa, cho nên nói, thuyết pháp có sở đắc, đây là giả can kiêu. Thuyết pháp không sở đắc, ấy là sư tử hống. Có một cư sĩ ở Nam Dương tên là Trương Phần đến hỏi tổ rằng được nghe hòa thượng nói vô tình thuyết pháp, con chưa hiểu được cái này, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp, ông nói ông nếu hỏi vô tình thuyết pháp hiểu vô tình kia mới được nghe tôi thuyết pháp, ông chỉ nghe lấy vô tình thuyết pháp đi. Chỉ nhằm hiện nay trong phương tiện của hữu tình, thế nào là nhân duyên của vô tình? Đáp rằng hiện nay trong tất cả động dụng, nhưng hai dòng phàm tánh đoạn không có phần phân biệt khởi diệt, là ra khỏi sức không thuộc có không, rõ ràng thấy giác, chỉ nghe không có tình thức thuộc chất kia. Sở dĩ lục tổ nói sáu căn đối cảnh phân biệt mà không phải là thức, tức là mắt tai mũi lưỡi đối với cảnh giới mà tâm không phân biệt, tức là không có tác ý mới gọi là cái người giác giác ngộ. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đà nói là thấy tất cả các cảnh giới mà tâm không phân biệt mới gọi là tọa, trong tâm không loạn động thấy rõ bản tánh mới gọi là thiền, tức là người đã giác ngộ. Đó là lời của lục tổ. Ở đây giờ ngài là đệ tử của lục tổ cho nên dẫn chứng lời thầy của mình. Có vị tăng lớn tham lễ hỏi sư, ông chứa đựng sự nghiệp gì? Tức là vị tăng lớn tham lễ thì ngài quê trung hỏi rằng ông chứa sự nghiệp gì? Tăng thưa giảng kinh Kim Cang. Thầy tổ hỏi hai chữ chốt của đầu kinh là gì? Thì tăng trả lời như vậy, ngài hỏi là gì? Tăng không đáp được.
Con người hỏi sư thế nào là giải thoát? Ngài đáp rằng các pháp không đến nhau, Ngài đó là giải thoát. Các pháp không đến nhau tức là đã giác ngộ rồi mới thấy không có đến rồi đi, không không gặp, không không lìa lắm thì là giải thoát. Thì vị tăng hỏi làm sao được, đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì tức là làm sao đoạn được. Thì này đã nói với ông rằng các pháp không đến nhau, đoạn cái gì? Vua Túc Tông hỏi thầy được pháp gì. Ngài đáp bệ hạ thấy một mảnh mây trong hư không chăng? Vua đáp thấy nó do đóng đinh mắt hay cột dây mắt, mây trên hư không do đóng đinh hay là cột dây. Rồi đó là vua hỏi tiếp thế nào là người thân Phật. Sư đứng dậy hỏi hội chăng? Vua đáp chẳng hội. Đem bình tình bình qua cho lão tăng, đó là cái đồ dùng của ngài quốc sư đó. Rồi đó là vua hỏi tiếp thế nào là vô tánh tam muội. Đáp rằng rằng việc đi đạp trên đảnh tỳ lô. Vua nói cái này thế nào, chớ nhận lầm thân này là pháp thân thanh tịnh. Vua lại hỏi sư, sư đều không nhìn vua. Vua lại bảo tấm là thiên tử nước Đại Đường, tại sao thầy không nhìn đến? Tổ đáp rằng bệ hạ thấy hư không chăng? Vua đáp thấy. Tổ nói hư không có nhìn bệ hạ chăng? Rồi có một vị Ngư Quân Dụng hỏi Ngư Quân Dung, thầy ở nước Bạch Nhai trong 12 giờ tu hành thế nào? Thì ngài gọi một đứa trẻ đến vò đầu nó bảo tỉnh tỉnh hẳn vậy, tỉnh tỉnh rõ ràng hẳn vậy rõ ràng, về sau chớ bị người gạt. Một hôm sư hỏi Tử Lân Cung Phụng hoặc là gì, phụng thưa nghĩa là giác, Phật từng mê chăng? Giác nói chẳng từng mê, Cung Phụng nói chẳng từng mê. Phật nói dùng giác để làm gì, Cung Phụng không thể đáp được. Hỏi đại sư thế nào là thật tướng, đem hư không lại. Hư không đâu có thể đem lại được, hư không còn không thể đem lại được, hỏi thật tướng để làm gì. Sư Thế Duyên có độ sắp mãn, giờ Niết Bàn sắp đến, bèn từ giả vua Túc Tông trở về núi. Vua Đại Tông hỏi thầy sau khi diệt độ đệ tử sẽ làm gì để kỷ niệm? Đáp đang việc tạo một ngôi tháp vô cùng. Tháp vô cùng tức là không gặp gặp gỡ, vô là không, cùng là gặp gặp gỡ, tạo tháp vô cùng tức là tạo cái tháp đó. Xin nói thầy cho bỏ đồ sư lặng tên dây lát hội chăng? Đáp rằng không hội. Lão tăng đi rồi có thị giả hiệu lữ chân sẽ biết việc này, tức là chỉ cho muốn hủy biết cái gì đó thì đến hỏi thị giả tên lữ chân, tức là một vị thiền sư đệ tử của ngài quốc sư Huệ Trung. Ngày mùng 9 tháng Chạp năm đại lịch thứ 10, tức là 772 tây lịch, sư nằm nghiêng bên hữu thị tịch, đệ tử xây tháp cạnh cạnh cốc đảng tử hầu sư, vô sắc văn hiệu là đại chứng thiền sư. Đó là cuộc đời của ngài quốc sư Huệ Trung và ngài Bổn Tịnh, hai vị đều là đệ tử của lục tổ Huệ Huệ Năng. Các ngài đã như thế thì mình nương theo người xưa là nó là hơi khác gốc, tức là phải mượn câu khởi đầu để mà hỏi mới có nguyên tình. Còn các ngài gần với tổ thì qua diệu dụng của tổ các ngài nghi và không biết mình nghi, mà nghi không biết mình nghi là chết, chân nghi mà chân nghi chết chân chân ngộ. Còn ngày nay á mình muốn được chân ngộ đó thì mình phải tham đến vô tham mới gọi là chân tham, mà chân tham chức cho chân nộ. Ở đến đây chúc chúc các vị luôn để khởi công của đầu có nghi tình là chúng ta ngồi luôn.